sẽ học những cái khái niệm đầu tiên về thế nào là web, web có những cái loại nào. Yêu cầu từ buổi sau, mỗi người chuẩn bị cho tôi một cái vở nhá, mình dày lắm. Các bạn mang giấy các bạn viết cũng được, nhưng mà bắt buộc là phải là cái để viết được. Nhá, tôi muốn các bạn viết chứ tôi không muốn các bạn gõ, bởi vì kinh nghiệm của tôi là gì, các bạn cứ viết một lần là các bạn nhớ một lần, chứ các bạn đừng gõ ra. Bởi vì thực ra tôi thì xưa đi học cũng vậy, cứ gõ ra về nhà chẳng nhớ với mẹ gì. Và khi đi làm tôi là một tốn nhát nhất, tôi đi luôn cứ khoảng 2-3 tháng hoặc 3-4 tháng thì đấy tôi hết được nhá. Rồi, chúng ta bắt đầu về cái khái niệm web nhé. Thì web nó ra đời từ cái năm 1988 như vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm, tôi lâu lắm tôi cũng đọc được cái này. Nếu các bạn muốn đọc chi tiết thì lên Wiki, Wikipedia. Thì web ra đời từ năm 1988, nếu tôi nhớ, theo thông số tôi nhớ thì là năm này. Hoặc là năm 1970 gì đấy tôi nhớ. Thì chúng ta thấy ạ, bây giờ là 2018 trừ đi năm 1988 là bao nhiêu năm? Bao nhiêu? 30 năm. Nhưng mà hầu hết các bạn sẽ thấy là bây giờ thứ nhất là cái tuổi trẻ, cái ngành này, đây gọi là ngành công nghiệp đúng không? Thì cái ngành này của chúng ta nó rất là mới, đúng không? 30 năm rồi. Nhưng mà cái sự phát triển của nó rất là kinh khủng. Và rất là nhiều công nghệ được phát tiến ra từ cái nền tảng web này. Và cái độ phủ của nó như Nguyễn tôi nói là 80% các cái ngành trong đời sống và bắt buộc phải dùng với nó, từ giải trí, nông nghiệp, công nghiệp, rồi y tế, rồi giáo dục, rồi thì là an ninh, đều phải dùng với nó hết, quân sự cũng phải dùng. Dạ, độ phủ nó rất là lớn. Thì cái mục đích vì sao người ta lại làm cái web này và tại sao nó lại có mặt ở trên đời này, thì vấn đề như cái câu chuyện đầu tiên tôi nói cho các bạn lúc nãy là chia sẻ phân tích, đó là tôi không nhớ cái tên ông tiến sĩ đâu, ông ấy một cái ông A đi, tôi gọi một ông A vào đấy, tôi không nhớ tên, thì ông ấy là một cái tiến sĩ, ông tiến sĩ vật lý người Mỹ gì mà ông ấy có một cái nhu cầu đơn giản, ông muốn nhỏ nhoi này thôi, ông ấy muốn chia sẻ những cái nghiên cứu của ông. Ông chỉ muốn đơn giản chia sẻ những nghiên cứu của ông cho cộng đồng và cho đối tác của ông. Bởi vì những cái năm 90 này, năm 90 cái bởi gì đấy không nhớ, thì làm người ta để chia sẻ một cái đoạn một cái nghiên cứu nào đấy thì người ta phải gửi thư hoặc là cùng lắm là gửi điện tin. Thì thứ nhất là thời gian nó lâu, cái thứ hai nữa là chi phí nó lớn nếu gửi điện tin, đúng nhỉ? Cho nên là ông ấy muốn là có tìm ra một cái cách nào đấy để chia sẻ những cái nghiên cứu của ông ấy một cách nhanh chóng và rẻ, với chi phí rẻ nhất thành người ngày bây giờ. Cho nên do đó ông ấy sử dụng các cái công nghệ như là internet ngày đấy đã có rồi, tức là cái nền tảng HTTP các bạn chỉ cần hiểu như này thôi, còn chúng ta không học sâu, tức là ngày đấy là nó có cái nền tảng rồi, cộng với lại một cái ngôn ngữ ngày xưa nó là ngôn ngữ XML, được chưa? XML là những ngôn ngữ kiểu dạng như thế này, có nhìn thấy này bao giờ không? Đây là thẻ, ngôn ngữ dạng thẻ, được chưa? Ngôn ngữ này là ngôn ngữ dạng thẻ, mỗi cái thẻ này nó sẽ có một ý nghĩa nhất định, được chưa? Thì ông ấy up được lên và người ta có thể là truy cập được, ví dụ tôi ở Việt Nam cũng có thể ông này ông up lên một cái máy tính có địa chỉ là x, thì tôi cứ vào cái địa chỉ x này là tôi có thể xem được những cái gì ông ấy chia sẻ ra. Ví dụ cho các bạn coi nhá. Các bạn vào wifi nào nhỉ? Các bạn rút dây mạng ra đi, dùng vào cái wifi này. Và một hai bạn thôi, ví dụ một hai bạn thì cũng bạn vào rút dây mạng này vào wifi thôi. Tôi sẽ share sâu cho các bạn xem là cái việc là người ta chia sẻ tài nguyên nó sẽ như thế nào. Nhá, rồi. Rút dây mạng ra vào thử wifi này. Password là sinh viên P3H. Được chưa? Cứ vào đây, bạn thích vào wifi. Bởi vì trong cùng một mạng LAN thì chúng ta mới làm việc được. Được chưa? Vào được chưa? Rồi nhá.
Chờ tôi chút để tôi lấy cái IP của tôi. Chẳng nhớ là bao nhiêu. Ừ, không thấy luôn mà. Cái này là của network, các bạn không hiểu là đúng rồi. Không phải. Networking. Chờ tôi một tí để tôi tìm cái IP của máy tôi. Sao không nhìn thấy gì? Đây rồi, 10.252.118.23. Rồi chờ tôi tí nha. K31 K32 B1. Rồi, các bạn vào theo đường dẫn, mở trình duyệt ra vào theo đường dẫn là 10.252 chấm bao nhiêu ta? .118.118.233. Vào đi, những bạn nào vào wifi nhá thì mới xem được. Đúng mà. Không thì vào thử cái này. 10.255.119.255. 10.252.112.119.255. Không được rồi, cái mạng này không được rồi. Chắc là công mới chặn rồi. Cày. Hay là tôi cắm dây mạng ta? Đây có dây mạng không? Bởi vì đằng nào chúng ta cũng sẽ phải làm cái trò này mà. Chờ tôi tí, tôi sẽ vào cùng mạng LAN với các bạn. Cái này để demo vì sao lại có internet, và internet nó làm cái gì. Tôi tắt wifi nhé, để tôi vào đường dây mạng LAN. Dây mạng không có mạng nha. Cho tôi mượn cái dây mạng của bạn. Còn sau. Ok. Đến đây. Cáu rồi nha. Không vào được mạng rồi. Ok, thôi rồi, như này đi. Giảm chay vậy, để buổi sau tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn. Tôi sẽ show cho chúng ta vì sao internet nó hoạt động vào máy chủ là cái gì. Vì sao web hoạt động. Hôm nay cho cái mạng này nó chặn cái gì rồi. Không vào được. Ok. Này từ từ nhá. Buổi sau tôi sẽ demo cho các bạn. Thì như này. Các bạn thấy cái dãy số tôi vừa gõ không? 10 chấm bao nhiêu đấy. Thấy không? Thì vấn đề là ông sẽ nghiên cứu ra cái cách như thế này để ông chia sẻ ra. Thì tức là ông sẽ sử dụng cái nền tảng HTTP cũng như là cái ngôn ngữ HTML để ông chia sẻ này tài liệu ra. Thì những cái đối tác của ông ấy thì cũng vào những cái địa chỉ giống như vừa rồi. Ví dụ tôi sẽ hướng dẫn tìm ra những cái địa chỉ của những cái trang web nổi tiếng của chúng ta này.
Ví dụ chúng ta tôi sẽ tiến hành là ping vnexpress.net đúng không? Cái địa chỉ của nó là 10.111.65.248.132. Thì thay cho cái việc là chúng ta vào đường dẫn là vnexpress.net đúng không? Thì chúng ta vào thẳng bằng cái đường dẫn này và bằng cái IP này. Thôi. Đây, chúng ta vào thẳng bằng cái IP này. Ôi chết. Thấy không? Nó tự redirect sang. Đây nhá, tôi gõ cái dãy số vào. Đúng chưa? Tôi gõ cái dãy số này vào, tôi enter xuống này. Các bạn thấy không? Nó tự nhảy sang là VNExpress luôn. Đúng chưa? Tiếp theo này, tôi thử làm một trang khác. Ví dụ như cái trang là amdev.vn, trang này là của tôi. Ồ, tèo rồi, ở đâu? Không còn, vẫn còn, vẫn còn. Đây, trang amdev.vn này chẳng hạn, thì tôi sẽ ping. Ping amdev.vn. Đây, IP của nó là 43.255.154.41. Đây, tôi copy cái này. Tôi paste vào đây. Ồ, ồ. Tèo rồi. Cái này là do trang này bị sập cái cPanel rồi. À đây là do hosting. Rồi ok. Tôi thử trang khác nhá. Trang gì bây giờ ta? Đông Nam Media. Ở dân trí. Không, Đông Nam này đi. Đông Nam này chắc là cũng một mình một IP. Đây Đông Nam Media, đây là một trang tôi làm. Đây đi lâu lâu. Tôi sẽ ping đongnammedia.com.vn. Rồi 128.199.130.87. Thế á? Nó không khác gì đúng không? Thì vấn đề là đây là cái gì? Các bạn có thể mở cái CMD, có biết mở CMD không? Bấm cái Windows á. Ờ, tôi coi nè. Đây này, các bạn gõ cái tổ hợp tím là Windows cộng R. Bấm Windows cộng với cái phím R bấm cùng lúc. Được chưa? Nó bật ra cái chỗ để chúng ta gõ đúng không? Đấy là cái run. Được chưa? Chúng ta gõ CMD, enter ra. Được chưa? Thấy không? Bật lên cái CMD thì nó sẽ có cửa sổ giống cái chỗ đen đen của tôi lúc nãy á. Đây này, giống cái đen đen này này. Đúng không? Được chưa? Thì chúng ta có vào đấy cái chữ là IP, IP, config. Có ạ? Có enter rồi. Pick là chữ G luôn. Ừ. Tên lên trên đúng không? Rồi, đã đi, đó, trái rồi, đó, thấy chưa? Các bạn thấy cái IPv4 không? IPv4, thấy không? Nó chính là cái máy IP của các bạn ở trong cái mạng LAN. Mỗi một mạng LAN là một cái cục này, một cái cục swap này, là switch này, thấy chưa? Thì mỗi một cái máy tính của chúng ta ấy, khi mà cắm vào một cái mạng thì nó sẽ đều được định danh bằng một cái dãy số gọi là cái IP. Được chưa? Thì cái máy tính đấy nó sẽ chính là sẽ chứa được code và có thể là người khác truy cập vào được. Đấy đó là cái nền tảng HTTP này. Được chưa? Đấy là lý do vì sao mà chúng ta như ngày xưa cái ông mà tôi vừa mới nói đây này. Thì ông ấy muốn chia sẻ tài liệu của ông ấy thì ông ấy chỉ có đưa cái tài nguyên của ông ấy lên một cái file, một cái máy tính nào đấy, được chưa? Và cái máy tính của ông ấy lấy ra cái IP bằng cách ông có thể có IP config như chúng ta vừa rồi cả. Sau đó gửi cái dãy IP đấy cho đối tác của ông ấy. Đúng chưa? Thì sao? Người ta sẽ dùng trình duyệt của người ta vào trong cái IP đấy thì là người ta sẽ thấy cái này. Đúng không? Các bạn đã hiểu cái hình thức Internet và mạng nó như nào chưa? Và web nó hoạt động ra sao chưa? Dựa vào IP, IP sẽ đại diện cho một cái máy tính trên mạng Internet toàn cầu.
để người ta có thể chia sẻ cái tài nguyên của trên máy chủ của người ta. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy ở đây này, ví dụ như lúc nãy tôi demo á. Ví dụ như lúc nãy tôi demo là tôi viết ra một đoạn là hello K332B1 đúng không? Thì tôi có thể truy cập vào cái IP của tôi là 1, đây là của tôi nhá, chỉ máy tôi mới nhìn thấy thôi, 127.0.0.1 như này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy nó là hello K332B1 đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi hoàn toàn có thể là thay đổi cái này. Tôi viết thêm một đoạn code linh tinh vào. Đúng chưa? Tôi lưu xuống thì sau đó tôi vào trong này tôi tải lại. Thấy không? Thì cái nội dung của nó sẽ được thay đổi. Được chưa? Đây nó là cái tài liệu. Tôi gọi là tài liệu ở trên cái máy tính của ông ấy. Ông ấy sẽ muốn chia sẻ như là chúng tôi viết thẳng vào đấy là xong. Đúng chưa? Không vất vả. Nhưng mà sao? Nếu mà chỉ có chia sẻ như này các bạn sẽ thấy là tôi đang xuống dòng đúng không? Tôi xuống mấy dòng này. Đúng không? Tôi lưu xuống nhưng mà trên này nó vẫn cứ một dòng. Đúng không? Này thì làm sao mà đọc hết được một tài liệu ta? Hả? Làm sao để xuống được? Cái thứ nhất là ok, giải quyết được cái nhu cầu đầu tiên, nó là chia sẻ. Đúng không? Giải quyết được cái nhu cầu đầu tiên là web để chia sẻ thôi. Nhưng mà bây giờ người ta sẽ có cái nhu cầu đó là gì? Style ạ. Tôi chẳng biết cái này gọi tiếng Việt là cái gì. Mỗi là trình bày lại cái web cho nó dễ. Đúng không? Thì đến lúc đấy là người ta, ngày xưa các cụ không có kiểu dạng web đẹp đẽ như mình đâu. Ngày xưa web của các cụ như này này. Đây này, như này. Đấy. Đấy. Ồ. Các bạn thấy không? Nó là những cái thẻ mở này. Cái article này không? Xong rồi sẽ có thẻ đóng. Đâu rồi? Thẻ article đóng không ta? Thôi tìm thẻ khác. Đây thẻ A này chẳng hạn, thẻ A này mở này. Xong rồi đóng đâu nhỉ? Đây, đóng thẻ A đây. Đây thẻ A, một thẻ A đây. Các bạn thấy không? Thì cái mục đích của người ta ngày xưa sẽ là như này. Nếu mà một bài viết, một bài báo hoặc một bài nghiên cứu của chúng ta thì nó sẽ có những cái nội dung như sau. Người ta ngày xưa các bạn học văn hay có cái gì nhỉ? Mở bài thân bài kết luận đúng không? Mở bài thân bài kết luận. Được chưa? Thì mở bài tiếng Anh thì người ta hay dùng là title hoặc tiêu đề. Như này đúng không? Thì những cái phần text nào nó là title thì người ta sẽ viết text ở trong này. Và bắt đầu chỗ nào là title thì người ta sẽ có cái thẻ mở. Và chỗ nào kết thúc thì người ta sẽ có thẻ đóng. Được chưa? Thân bài thì là body. Đúng nhá? Và lại viết text vào đây. Và kết thúc cái body thì người ta sẽ đóng cái thẻ body này lại. Đúng chưa? Chuẩn không? Như này thì sau khi mà nó chia sẻ ra thì những cái người đọc ấy, người ta sẽ dựa vào những cái thẻ này. Đây đơn giản thôi, thẻ nào là thẻ body. Thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta Ctrl F để tìm cái thẻ body ra. Thấy không? Đúng chưa? Sau tìm đến chỗ nào là thẻ đóng thì người ta sẽ đóng nó vào. Là tóm lại là người ta muốn tìm tách cái phần nào phần body thì người ta copy toàn bộ từ trên, từ phần mở xuống phần đóng. Thì đấy nó là tách ở trong phần body. Được chưa? Nhưng mà các bạn thấy có dễ đọc không? Tất nhiên là cũng có thể đọc được, đúng không? Đây chữ đây, góc nhìn lên thế giới, thời sự lên video này. Đúng không? Có thể đọc được, nhưng mà sao? Khó. Nó dối quá. Đúng không? Do đó người ta sau một thời gian người ta sử dụng cái web này, internet và web này thì người ta mong muốn là người đồng ý cái việc là web dùng để chia sẻ. Nhưng mà phải có một cái công cụ nào đấy để giúp chúng ta có thể hiển thị được cái nội dung của cái website thì nó dễ dàng hơn. Được chưa? Chứ ngày xưa ấy, là khi mà vào web nó ra thì nó ra giống như này. Đó. Do đó đến năm 1991, nếu tôi nhớ không nhầm thì đến năm 1991 thì người ta gọi Netscape. Đây là một cái công ty phần mềm này đấy. Đó là tiền thân của Mozilla Firefox bây giờ. Công ty này nó làm ra một cái thứ người ta gọi là trình duyệt. Tiếng Anh gọi là browser, cái trình duyệt để giúp người ta dịch
code HTML, tức là cái code của ngôn ngữ web ấy, sang một cái giao diện đọc dễ nhìn hơn. Được chưa? Dễ nhìn hơn. Và cái trình duyệt đầu tiên ở trên thế giới này có tên là Netscape luôn. Dạ, đây là trình duyệt đầu tiên trên thế giới. Và từ đấy người ta sẽ có định nghĩa ra những cái chuẩn, những cái chuẩn của những cái thẻ ở trên màn hình của chúng ta. Làm sao khi mà tốt ra viết text ở trong nó sẽ có cách hiển thị khác nhau trên cái trình duyệt này. Ví dụ như sau. Ổn rồi. Đây tôi sẽ code thử. Không phải ấy đâu, tôi đang bị cản. Ví dụ các bạn sẽ thấy là ở đây tôi có một cái file. Các bạn cùng làm cùng với tôi nhé. À mà chưa có công cụ nhỉ. Đây các bạn trước khi code thì các bạn làm cùng với tôi như này. Các bạn lên Google vào supplementtext.com. Đây, supplementtext.com. Sau các bạn chọn download. Ở trong khóa này thì chúng ta sẽ sử dụng là supplementtext nhé. Được chưa? Các bạn vào download xong các bạn tải cái bản phù hợp với cái Windows của mình về. Các bạn nếu mà dùng Windows 64 thì copy bấm vào đây để nó tải được và cài vào máy. Cài đi, các bạn cài cái này trước đi đã, xong tôi sẽ hướng dẫn tiếp theo sử dụng cái công cụ này như nào. Bạn nào cài xong thì nó chết mẹ rồi, nãy giờ chưa quay rồi. Quay gì nhỉ? À quay rồi. Rồi, bạn nào cài xong rồi thì sẽ mở, bật nó lên. Bật nó lên thì nó sẽ trông như này. Đúng không? Sau đó các bạn làm theo tôi này. Các bạn mở cái Windows Explorer, tức là cái phần mềm để quản lý thư mục của các bạn ấy. Đúng không? Ở bên Win thì nó là Windows Explorer. Còn ở bên Mac của tôi thì nó là tên là Finder như này. Thì các bạn mở nó ra, nó cũng quản lý thư mục thôi. Ra ngoài desktop chẳng hạn, các bạn tạo cho tôi một cái thư mục tên là K32B2. Đặt là cái gì cũng được. Miễn làm sao để cho chúng ta đánh dấu để cho nó dễ học đấy mà. Bây giờ tạo một thư mục mới cho tôi. Mở tôi một cái thư mục mới.
Được chưa? Được chưa? Xong rồi các bạn này, kích chuột vào, kéo, vứt vào đây. Có nhìn thấy những gì tôi vừa làm không? Đây, làm lại nhá. Đây, tạo một thư mục này. Xong cầm này, giữ chuột nhá, ném vào. Được chưa? Có ai không làm được không? Làm được chưa? Ném cái gì vào cũng được mà. Miễn là cô ném cho tôi một cái thư mục vào đây. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất. Để tôi xóa cái này đã. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai này. Cách thứ hai này. Chúng ta chọn file. Thấy không? Ở trên cái menu của nó có cái file. Chọn open folder. Các bạn có không? Được chưa? Chúng ta chọn cái file, cái thư mục chúng ta muốn mở ra. Đúng rồi, chọn đấy đúng cái thư mục chúng ta vừa mới tạo ra. Đấy, có hai cách để mở thư mục. Thích làm nào làm. Được chưa? Còn cách dễ nhất là cầm thư mục ném vào trong sau lần tích. Đấy là cách dễ nhất. Được chưa? Tiếp theo nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra, tôi sẽ làm cái cấu trúc thư mục của chúng ta như sau. Chúng ta sẽ tạo ra mỗi một buổi học của chúng ta sẽ là một lesson, tức là một bài học. Thì chúng ta, mỗi một lesson đấy chúng ta sẽ có một cái thư mục. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chuột phải vào, chuột phải vào cái thư mục này này. Chọn new folder. Sau đó gõ cái tên thư mục của chúng ta ra, ví dụ lesson 1. Enter xuống thì nó ra cái thư mục con ở đây. Được chưa? Thì chúng ta lại tiếp tục là chuột phải vào cái thư mục con, chọn new folder, new file, xin lỗi các bạn, new file, bấm new file xong nó ra như này đúng không? Chúng ta sẽ gõ cho tôi là index.html. Được chưa? index.html. Đứa nào không làm đúng dáng chịu nha. Cứ hiểu, cứ làm đúng để nó chạy ra, sau đó chúng ta sẽ hiểu sau và chúng ta tùy biến sau, được chưa? Không làm trái đâu, được chưa? Sau đó Ctrl S là save ấy, được chưa? Nó sẽ mở ra cái thư mục để chúng ta chọn, thì chúng ta chọn lưu vào trong cái thư mục lesson 1 và save xuống. Thì các bạn sẽ thấy trong này nó hiển thị ra một cái file nằm trong tên là index.html đúng không? Có bạn nào không làm được không? Giơ tay luôn nha. Thank you.
Hướng dẫn thằng bên cạnh làm bảo mẹ đây là một cơ hãy bút tiếp theo nhá. Làm các bạn về cứ làm đi làm lại một vài lần là nhớ hết đấy mà, không quá khó. Xóa đi, xóa trắng file đi, bôi đen là Ctrl A, xong rồi back là xóa hết đi, được chưa? Sau đó chúng ta gõ theo tôi này, HTML, được chưa? Tab một cái đấy, tab, cái phím tab, tờ A, tờ T, A, B đấy, được chưa? Gõ tab hoặc là gõ Ctrl cộng với dấu cách, Ctrl space, được chưa? Thử một trong hai cách xem cách nào nó ra được cái khung vừa rồi của tôi. Đây à, tôi là bấm tab cái nó ra luôn này. Đây là khung vẽ được. Tùy máy tắt thì không biết được. Đấy. Tắt. Đúng rồi, enter rồi. Được chưa? Tắt em. Giờ, trời ơi, không có đâu. Đây. Và chưa đi một bàn. Mấy đẹp của mình rồi. Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Facebook hay dùng những cái trang mà không đúng yêu cầu, phạt 20.000 một lần. Em toàn là dân trí thôi. Dân gì thì dân. Không để mặt cái nó mà. Không dùng những cái thời gian như thế này để làm việc riêng. Có thể vào những cái trang để học tập thôi. Tôi nhìn thấy bất kỳ đứa nào tôi sẽ chỉ cho lớp trưởng, khi đó có lớp trưởng không vậy? Không ạ. Thế có thủ quỹ không? Tôi sẽ đánh Epson luôn. Quá 5 buổi chúng ta không được thi. Làm nào làm. Có rất nhiều cách để phạt chúng ta. Xong chưa? Được. Tiếp theo này. Đây là cái này này. Các bạn nhìn thấy những cái thẻ không? Rồi. Thực tế ra là chúng ta chuẩn bị xóa hết đi mà. Tôi sẽ chỉ, đây là tôi hướng dẫn chúng ta sử dụng cái công cụ thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ sang cái phần là hướng dẫn chúng ta cái khái niệm HTML là như thế nào, các cái thẻ của nó ý nghĩa ra làm sao. Chúng ta Ctrl A và xóa hết đi cho tôi. Để biết cái phím tab. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Chúng ta trong cái thẻ, trong cái file HTML này nhá, thì chúng ta có thể là sử dụng các cái thẻ để quy định những cái cách hiển thị khác nhau ở trên website. Thì ví dụ như này, các bạn gõ cho tôi chữ chữ H2. Được chưa? Xong các bạn tap một cái, các bạn sẽ thấy nó ra một thẻ mở, một thẻ đóng, đúng không? Các bạn gõ tên các bạn vào, xong bạn Ctrl S để lưu xuống. H2 xong tab xong cái. Khổ lắm. Đấy. Viết tên vào. Phải chửi với đấy cậu.
Đấy chưa? Rồi, tiếp theo các bạn chuột phải cả trong cái file á. Chuột phải vào đây này. Trong này này. Chuột phải vào. Rồi. Có nhìn thấy open in browser không? Có. Click vào đấy. Tên nào? Tên như của đấy. Mày đã save chưa? Save rồi, chuột phải nào chạy. Bây giờ. Dạ. Các bạn thấy nhìn chữ nó như thế nào? Chữ này nó in đậm và viết to đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có một thẻ khác. Kết thúc cái thẻ này đi, chúng ta sẽ gõ một ở đây một chữ P và tap ra một cái. Viết quê quán của mình ở đấy, Nam Định. À. Được chưa? Xong rồi ra ngoài trình duyệt, mở cái trình duyệt ra, Ctrl R hoặc là F5, Ctrl R hoặc là F5 hoặc bấm cái nút này, thấy không? Bạn thấy tích không? Tích nó hiển thị tiếp theo đúng không? Nhưng mà các bạn so sánh hai cái tích này với nhau, chữ nó nhỏ hơn và nó không được ngôi đậm. Nhau thì cách hiển thị của nó cũng khác nhau, đúng chưa? Tiếp theo ở trong cái code HTML của chúng ta ấy, nó hỗ trợ những cái việc đó là ví dụ như tôi muốn là hiển thị một cái ảnh hoặc hiển thị một cái video hay audio, nó hoàn toàn hỗ trợ hết. Ví dụ tôi muốn hiển thị một cái ảnh, tôi sẽ kiếm một cái ảnh ra tôi sẽ hiển thị. Ví dụ ở đây tôi kiếm một ảnh con chó, đây, đây ví dụ con chó này chẳng hạn. Tôi sẽ copy cái đường dẫn nó về.
các bạn không phải làm đâu, cái này hướng dẫn sau, tôi chỉ demo thôi. Ở đây tôi sẽ có một cái thẻ nó quy định để hiển thị ảnh, thì ảnh cái thẻ ảnh nó là thẻ IMG chẳng hạn như này. Tôi pẹt cái đường dẫn đến cái ảnh vào. Thì các bạn, tôi reload lại trang này, các bạn sẽ thấy nó là hình ảnh con chó này. Được chưa? Đó, thì nó cái code HTML của chúng ta nó có hỗ trợ cái việc đó là hiển thị nội dung ảnh. Các bạn không phải gõ lại cái đoạn vừa rồi đâu. Được chưa? Hay là chúng ta muốn hiển thị một cái video hay audio, nó cũng có những cái thẻ để giúp chúng ta hiển thị những cái nội dung như vậy. Thì chi tiết về các cái phần này thì tôi sẽ có phân chia và tôi sẽ hướng dẫn chúng ta ở đoạn sau. Nhưng mà bây giờ tôi sẽ giải thích tiếp về cái HTML. Đây chúng ta đang dùng là HTML này. Nhưng mà HTML ý nghĩa của nó là như thế nào và làm sao để dùng? Được chưa? Đây, thì ý nghĩa nào thôi, tập trung vào đây. Chưa làm rồi thì tính bảng tôi giúp. Thì ý nghĩa của cái từ HTML này này. Được chưa? Mỗi từ này là một cái từ riêng, đây là một tổ hợp, một đoạn text thì bao gồm cái chữ H này. Ý nghĩa của nó là hyper. Chữ T là text. Chữ M là markup. Chữ L là language. Được chưa? Hypertext Markup Language. Thì chúng ta biết cái từ language thì chắc là hồi học cấp 3 biết rồi đúng không? Từ này là ngôn ngữ. Được chưa? Markup. Markup là đánh dấu. Như này gọi là đánh dấu này, thẻ mở này, có thẻ đóng này. Được chưa? Đấy gọi là markup. Chữ hypertext này, đây là một từ. Một từ ghép là siêu. Ngôn ngữ siêu văn bản. Text là văn bản. Hyper là siêu, text là văn bản. Cái từ markup language này thì dễ rồi đúng không? Bởi vì ngôn ngữ là do chúng ta phải học và code nó ra, phải biết cú pháp. Markup là chúng ta có thể mở nó. Còn vì sao nó gọi là siêu thì như thế này. Đó là các bạn thấy ấy, bởi vì đây nó là một file text, một file chúng ta viết chữ được đúng không? Chúng tôi gọi đấy là file text. Thì cái file này các bạn viết một dòng, 10 dòng, 100 dòng, 1000 dòng, 1 triệu dòng vẫn lưu được, đúng không? Ví dụ tôi thích thì tôi lên Wikipedia. Các bạn không phải làm theo tôi đâu, tôi ví dụ thôi. Wikipedia, tôi kiếm một ông nào đấy doanh nhân, ví dụ như Bill Gates đi, nó ra luôn này. Được chưa? Tôi tiến hành là tôi copy từ đầu đến cuối toàn bộ tiểu sử của ông này, rất là dài. Để tôi copy này, tôi sang bên này, tôi pẹt thẳng xuống. Các bạn thấy đây mới có khoảng 300 dòng, mới còn ít chạm. Rất ít này, với tôi là rất ít, bởi vì code của tôi nó rơi vào tầm vài nghìn dòng hay vài chục nghìn dòng, nó chuyện bình thường. Tôi lưu nó xuống, ở trên này tôi ra ngoài này, tôi reload lại, tôi refresh lại trang. Hiển thị một cách bình thường. Đúng không? Và người ta ước tính nếu mà có một cái máy tính là nó đủ khỏe, tức là nó đủ bộ dung lượng để lưu trữ toàn bộ các nội dung tất cả quyển sách trên thế giới này, thì một file HTML có thể hiển thị được tất cả các nội dung sách ở trên thế giới này luôn. Được chưa? Tức là khả năng lưu trữ và hiển thị của nó rất là, nó là vô hạn, gần như là vô hạn. Thì đấy là lý do vì sao là người ta gọi là siêu văn bản. Siêu là gì? Siêu văn bản tức là nhiều vô hạn. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của cái từ HTML. Đây là ngôn ngữ HTML. Còn cái nội dung của các bạn cứ thế, nếu mà ông nào hỏi cứ chém gió là như này là được. Được chưa? Đấy, Ctrl Z lại. Thông thả, chưa đến lượt. Được chưa? Thì chúng ta để ý nha, trong ngôn ngữ này nó có thẻ mở và thẻ đóng. Do đó chúng ta cũng phải tuân thủ nhá, luôn luôn là như vậy. Được chưa? Thì để viết được cái ngôn ngữ này ấy, thì chúng ta phải học dần, chứ không ai bảo là đục phát mà các bạn có thể hiểu được hết và biết được hết. Thì chúng ta có thể tham khảo những cái trang như thế này để về nhà các bạn có thể đọc trước.
Ví dụ như tôi ngày xưa hay xem qua cái trang này, trang FreeTooth. Trang FreeTooth.net này này, nó có một cái phần học về học HTML đây này. Thấy không? Đây là một trang tiếng Việt, các bạn có thể học ở trong này. HTML căn bản, HTML tag này là những cái thẻ thường dùng của chúng ta. Ví dụ chúng ta tìm thấy ở trong này cái thẻ là thẻ H2 như lúc nãy tôi dùng. Ủa không có luôn mà. Không có. Bậy. Để coi lại. Thực ra thằng này nó cũng viết lung tung không ạ? Nó cũng có bộ video. Nhưng mà nếu mà học thì đây, nhưng mà chúng ta không tốt tiếng Anh, cho nên vẫn phải theo thằng FreeTooth này. Thì chúng ta cứ tham khảo trong thằng FreeTooth này nhá. Còn các cái nội dung chính thì tôi cũng sẽ hướng dẫn tiếp theo chúng ta ở trong các buổi học. Thì như sau. Trong cái số lượng thẻ ở trong trang HTML ấy thì nó có rất là nhiều, tôi nhớ không nhầm thì là rơi vào tầm hơn 100 thẻ hơn. Mỗi một thẻ nó sẽ có một cái tác dụng riêng. Chưa tính là trong các thẻ HTML nó còn có các thuộc tính. Thì chúng ta sẽ tiến hành chia ra để cho chúng ta dễ nhớ. Chia cái số lượng thẻ HTML này ra thành 7 loại. Thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng loại một. Cái loại đầu tiên về thẻ HTML của chúng ta, đó là loại thẻ điểm cụ thể text của chữ viết. Loại thẻ điểm cụ thể chữ viết. Thì trong những cái thẻ này thì nó sẽ là những cái thẻ, ví dụ như thẻ P lúc nãy của chúng ta. Rồi thì thẻ H, từ H1 cho đến H6. Rồi các cái thẻ strong hay là thẻ B, thẻ BR, thẻ U, thẻ I, thẻ stride, thẻ stamp, thẻ label. Còn rất là nhiều các cái thẻ khác nữa. Giúp chúng ta hiểu chữ viết thì nhá. Có rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu qua những cái thẻ thông dụng thôi, nó còn rất là nhiều các thẻ khác, thẻ UL, thẻ sắp, thẻ gì đó, xúc sắp gì đấy, được chưa? Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu từng loại thẻ một. Thì lúc nãy chúng ta viết vào đây lại là thẻ P, được chưa? Viết lung tung vào đấy cũng được. Đây là tôi viết vào đây là thẻ P đi, thẻ P. Được chưa? Chúng ta ra ngoài này chúng ta reload lại. Chúng ta thấy một cái chữ viết ở trong này. Chữ viết một cách rất là bình thường. Đúng không? Không có gì đặc biệt, không viết to, không viết đậm. Nó là chữ viết bình thường. Tuy nhiên thì tại sao lại phải đưa vào trong thẻ mà không viết tùm lum như là lúc nãy chúng ta viết là không cần thẻ gì cả. Bởi vì nếu mà tôi không viết cái gì, không trong thẻ gì thì tôi cũng chữ kích cỡ nó cũng vậy, đúng không? Không có gì đặc biệt. Thế tại sao lại phải đưa vào trong thẻ P? Các bạn thấy này. Đúng rồi, chính xác. Đây này. Cái đoạn này tôi có xuống dòng. Nó vẫn nằm trên một dòng. Được chưa? Thẻ P là viết tắt. Chữ P là viết tắt từ paragraph. Là đoạn văn. Đoạn văn thì nó, đoạn văn các bạn thấy lúc nào hết đoạn ấy thì là nó xuống dòng, đoạn này cách đoạn kia một cái dấu là một khoảng cách nhỏ, đúng không? Nó không chung đụng với bất kỳ thằng nào hết, một mình nó một dòng, đúng chưa? Đây, ví dụ thẻ P này tôi sẽ viết tùm lum ra rất là nhiều, rất là dài. Đây, rất là dài, tôi sẽ duplicate cái đống này lên cho nó nhiều. Các bạn thấy không? Nó rất là dài, nó xuống dòng đấy. Sau đó ở sau cái thẻ P này tôi sẽ viết thêm một đoạn nữa. Các bạn thấy là cái nội dung của thẻ P này này, nó ở giữa, đúng không? Thằng ở ngoài thẻ thì nó sẽ cách ra, cứ ở ngoài thẻ nó sẽ cách ra so với cái thẻ P này một đoạn, gọi là xuống dòng đấy. Đấy chưa? Thì đấy là ý nghĩa của thẻ P, là thẻ paragraph, là đoạn văn.
thì trong đoạn văn nó sẽ không chung đụng dòng với bất kỳ thằng nào khác, chỉ một mình nó một khoảng thôi. Được chưa? Đấy là ý nghĩa của thẻ P, ghi vào. Rồi lại cứ ngó, cứ há mồm ra mà nhìn. Còn về không được cái chữ nào vào đầu. Được chưa? Đấy là thẻ đầu tiên của chúng ta là thẻ P, là thẻ về đoạn văn. Tiếp theo, chúng ta có tổ hợp thẻ từ thẻ H1 cho đến thẻ H6. Thì chúng ta sẽ viết tôi để thẻ P đây là thẻ P. Tôi tiếp theo tôi sẽ có thẻ H1. Chúng ta cứ viết tên thẻ tôi tát vào trong. Được chưa? Đây là thẻ H1. Duplicate lên H2. H3. H4. H5. Và H6. Tôi thử luôn cái thẻ H7 xem có. Và ở trên này tôi sẽ có một thẻ gọi là thẻ H0. Xem một cái thẻ của nó đây. Được chưa? Thì từ từ. Có thấy ở kia tôi nghĩ là thẻ từ H1 đến H6 không? Tôi cố tình tôi bôi cho cái H0 với cái H7 để xem nó có hiển thị không. Được chưa? Đây. Thấy không? Chúng ta thấy thẻ P, thẻ H1 và thẻ H7 nó giống nhau đúng không? Tức là đây là thẻ bố láo. Thẻ P, thẻ H1 và thẻ H7 này là không có. Thì cho nó hiển thị bằng tích bình thường như thế này. Còn các bạn sẽ thấy là thẻ H1 từ H1 cho đến H6 là nó làm sao? Nhỏ dần. Và cái in đậm của nó là sao?
bố láo. Tất cả đều có in đậm như nhau, chẳng qua là chữ nó thanh hơn thôi. Vâng, cái gì mày có hiểu cái gì không mà mày vâng. Mai tôi hỏi lại mà ông không trả lời được cái gì đâu, chết với tôi. Ở ngày kia, được chưa? Thì các bạn, đấy nó là cái sự khác nhau giữa các thẻ của chúng ta. Và chúng ta thấy á, nếu mà tôi bê cái H7 này, tôi bê cái H7 này lên với H0, thì các bạn sẽ thấy là hai thằng ấy đứng cạnh nhau, đúng không? Thì ở đây chúng ta có cái đặc tính của cái mớ H1 đến H6 này là gì? Cái H này là viết tắt từ heading. Heading là kẻ tiêu đề. Kẻ này là loại kẻ tiêu đề. Thì tiêu đề thì nó cũng giống như là than là paragraph, là một mình một dòng, chẳng có cái tiêu đề nó đứng giữa dòng cả. Đúng chưa? Kẻ tiêu đề thì nó sẽ được in đậm và không chung được dòng với bất kỳ thằng nào cả. Được chưa? Đầu quá. Không nhớ. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái thẻ. Tôi nói đến cái thẻ U này trước. Đến cái thẻ BR tôi sẽ nói sau. Không thì nói thẻ BR cũng được. Đây, chúng ta sẽ đến cái thẻ BR nhá. Thì ví dụ đây là đoạn text 1 một cách, đoạn text 2. Được chưa? Nếu mà tôi chưa chạy cái này trên trình duyệt, nếu mà bây giờ tôi ra ngoài trình duyệt tôi F5 thì cái đoạn text thì nó sẽ làm sao? Nó có xuống dòng không? Ví dụ như tôi viết ở đây là xuống dòng thì nó có xuống dòng không? Không, đúng không? Đây, đúng rồi. Thế bây giờ tôi muốn xuống dòng thì sao? Thì tôi sẽ nhét vào đây một cái thẻ BR. Đây như này cũng được. Thấy không? Thẻ BR này là viết tắt của chữ break. Nên từ này sau này các bạn sẽ, nếu mà học luật trình tiết thì các bạn sẽ dùng rất là nhiều break, phá vỡ. Tức là chúng ta sẽ xuống dòng một đoạn text nào đấy. Đúng mũi thép. Được chưa? Hiểu cách dùng thẻ chưa? Thì bây giờ nha, sẽ có bài tập cho chúng ta như sau. Buổi sau tôi sẽ kiểm tra. V3 school. Chờ chút nha, để tôi xem chúng ta phải dùng học những cái thẻ gì. Không nhớ lắm đâu. Rồi đây, chúng ta về nhà. Cái yêu cầu này yêu cầu bắt buộc. Đứa nào không làm bài thì chết đòn này thôi. Đứa nào mà không làm bài thì buổi sau mỗi đứa không làm bài sẽ là 20.000. Và tôi sẽ tổ chức mua nước uống và đồ ăn luôn trên lớp. Và đứa nào đi chép của nhau mà tôi nhìn thấy giống đến 70-80% cũng sẽ nộp tiền như vậy. Chúng ta về nhà làm cho tôi Facebook. Làm cho tôi Facebook. Viết về định nghĩa. Định nghĩa và ví dụ cho tôi các cái thẻ này. Thứ nhất là thẻ U. Cái thứ hai là thẻ I. Thẻ stride, thẻ sub FUP và thẻ FUB. Được chưa? Tiếp theo là thẻ span, thẻ label, thẻ nhiều lắm, thẻ phải tích thì nhiều lắm, thẻ mạng không có cần 2 ngày rồi. Ngày rưỡi rồi. Tôi không quan tâm. Cái này các bạn cũng phải tìm hiểu tiếng Anh mà. Thẻ gì? À, thẻ HR. Đấy, bằng này nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiếp một thẻ cho mọi người. Mà cả đúng không? Đúng không? HR cả 1, 4.
làm mạng thì là đi vào đó. Không có ở trong này. Thôi bằng đấy thẻ đã. Bạn nữ này tên là gì nhỉ? Dương cái gì? Dương sẽ up cái đề bài lên group lớp nhé. Có lớp có group trên Facebook không? Có. Ok. Add tôi vào trong đấy. Tìm Facebook của tôi trên bằng cái số điện thoại ấy. Chắc là già đấy. Hả? À? Không thì tìm Thiện Trần Hữu. Đây này. Đây. Chắc là già. Được chưa? Rồi, lớp nay chúng ta nghỉ đây. Nhớ về làm bài nhá. Buổi sau tôi sẽ kiểm tra từng đứa một. Rồi. Về đi. Thank you.